trong tiểu thuyết của Kim Dung, có một nhân vật là Đông Phương Bất Bại, được khắc họa với tính cách vô cùng quái dị và tàn độc. Trung Quốc từng có một Đông Phương Bất Bại ngoài đời thực. Đông Phương Bất Bại vốn là nam nhân, võ công thuộc loại tầm thường. Vì luyện Quyền Hoa Bảo Điển để trở thành vô địch thiên hạ mà phải tự cung. Điều này làm tính cách và tư tưởng y phát sinh biến dị, trở thành một kẻ ái nam, sẵn sàng vì làm vui gã nhân tình Dương Liên Định mà bất chấp tất cả. Lòng dạ biến dị, thủ đoạn tàn độc. Đối với Đông Phương Bất Bại, quả thực Kim Dung đã xây dựng được một nhân vật kỳ dị, khiến cho bất kỳ ai chạm mặt cũng phải khiếp sợ, không lạnh mà run. Còn độc giả xem qua truyện cũng cảm thấy buồn nôn, ám ảnh. Hắn ta câu trước còn thao thao bất tuyệt, nhắc đi nhắc lại ân nghĩa cứu mạng của Đổng Bách Hùng. Câu sau đã ra tay đoạt mạng, khiến cho những cao thủ hàng đầu trong võ lâm như Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Lệnh Hồ Xung đều không khỏi sợ hãi. Đông Phương Bất Bại sử dụng binh khí là kim châm. Kim châm phóng ra đều nhằm vào tử huyệt và hai mắt của đối phương. Chỉ dùng thân pháp chứ không dùng kinh lực. Ra đòn nhanh như chớp, khiến cho đối phương chưa kịp hiểu chuyện đã mất mạng. Trong trận quyết đấu cuối cùng, Đông Phương Bất Bại đấu trên cơ bốn đại cao thủ. Ai cũng bị thương mà ngay cả tà áo của ông ta cũng không chạm vào được. Đông Phương Bất Bại luyện vì Hoa Bảo Điển đến mức thượng thừa như vậy. Then chốt là vì nội tâm của ông ta đã đến mức lạnh lùng, vô cảm, tâm địa tàn độc. Có thể hất đổ ân tình, nhẹ như thảy một gáo nước. Đây cũng là chi tiết thể hiện bút pháp tài tình đỉnh cao của Kim Dung. Người hâm mộ Kim Dung có lẽ cũng tự hỏi, vậy liệu có một nhân vật như Đông Phương Bất Bại và một Nhật Nguyệt Thần Giáo trong đời thực không? Nếu phải trả lời thì đương nhiên là có. Hơn nữa, nhân vật này còn cùng thời với Kim Dung. Bản sao hoàn hảo. Trên thực tế, bản sao hoàn hảo của Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong mắt người dân xã hội các nước tự do, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lúc khai sinh cho đến nay có thể nói là một hắc bang ma giáo. Đảng này dùng vũ lực xưng bá thiên hạ, độc tôn quyền lực, mưu cầu danh lợi, bỏ mặc mọi lợi ích của người dân. Kim Dung mô tả Nhật Nguyệt Thần Giáo là một ma giáo trong giang hồ, dùng thủ đoạn thanh trừ các bang phái chính tông để thống lĩnh quần hùng thiên hạ. Đảng Cộng sản Trung Quốc vì để tạo vị trí độc tôn, nên khi lên nắm quyền đã ra tay triệt tiêu các đảng phái đối lập, các tôn giáo. Chúng bắt hòa thượng, ni cô, đạo sĩ phải hoàn tục, đưa người của đảng vào kiểm soát tôn giáo, tạo nên lớp vỏ bọc để thuần phục, trá hình, lừa đảo người dân và nhồi nhét tư tưởng của đảng. Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt thuộc hạ phải tùng hồ giáo chủ như thần, xưng tục giáo chủ là Văn Thành Võ Đức, nhân nghĩa anh minh, trùng hưng thánh giáo, bái thúc giáo chủ muôn năm trường trị. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng dùng luận điệu tương tự để thần thánh hóa lãnh tụ, khiến người dân Trung Quốc trong vô tri mà xưng tụng ngợi ca Mao Trạch Đông, coi ông ta như Vân Thái Dương của Trung Quốc. Còn bản sao của nhân vật Đông Phương Bất Bại chính là Chu Ân Lai. Cả hai đều là những nhân vật có vấn đề về giới tính. Đông Phương Bất Bại là một kẻ ái nam, họ Chu cũng là kẻ đồng tính. Nhà báo Thái Vịnh Mai, cựu biên tập viên tạp chí Khai Phóng Hồng Kông, đã tiết lộ nhiều điều trong cuốn sách Bí mật thế giới tâm hồn ông Chu Ân Lai. Thông qua nghiên cứu nhật ký và thư tự của Chu Ân Lai thời thanh niên, bà đã phát hiện ông ta là người đồng tính và sống chung với một thanh niên khác mang tên Lý Phó Kinh, nhỏ hơn ông ta 2 tuổi. Khi bộ mặt thật của Chu Ân Lai bị lộ ra, hình tượng đạo đức cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị sụp đổ. Cả hai cũng rất tương đồng khi bản thân đều là những kẻ nham hiểm, độc ác và đầy thủ đoạn. Dù lừa được rất nhiều người, nhưng nghiên cứu thực tế đã cho thấy Chu Ân Lai là một kẻ đạo đức giả, tư lợi cá nhân, vô cùng tàn nhẫn và mưu mô xảo quyệt. Theo dữ liệu lịch sử được công khai, Chu Ân Lai về độ nham hiểm độc ác thì không hề thua kém Đông Phương Bất Bại. Trong 10 năm đại cách mạng văn hóa, vì để bành trướng quyền lực, ông ta sẵn sàng bán đứng bất kỳ đồng chí nào. Lưu Thiếu Kỳ, Hà Long, Bành Đức Hoài, Đào Chú đều bị bức hại đến chết. Các vụ án oan của Bành Chân là Thụy Khanh
Trần Định Nhất, Dương Thượng Côn đều do Chu Ân Lai mà ra. Chu Ân Lai đã gây ra nhiều án oan trong đại cách mạng văn hóa. Để bảo vệ mình, họ Chu còn ra tay với cả con gái, cháu trai và người em ruột Chu Đồng Vũ. Năm 1931, Chu Ân Lai gây ra vụ huyết án gia đình ông Cố Thuận Chương khi quy ông là kẻ phản bội. Cả gia đình hơn 30 người đều bị giết chết. Trong đó cái chết tức tử nhất là của Tư Lịch, người vốn là ân nhân cứu mạng Chu Ân Lai. Điều này có gì khác với cách mà Đông Phương Bất Bại đối xử với ân nhân Đổng Bách Hùng? Năm 1955, sự cố đánh bom máy bay Kashmir Princess đã gây ra chấn động quốc tế. Chu Ân Lai biết trước việc bị đánh bom nhắm vào mình này, nhưng lẳng lặng thay đổi hành trình để bảo vệ mạng sống của mình, khiến đối thủ mừng hụt. Bỏ mặc 11 người trên máy bay trở thành vật thế mạng. Tam thi não thần đan. Ngoài môn võ công bất bại là quỳ hoa bảo điển ra, Đông Phương Bất Bại còn có một thứ yêu thuật rất lợi hại để khống chế giáo đồ, khiến cho bên dưới toàn giáo đều nhất nhất nghe theo lời của y. Đó chính là tam thi não thần đan. Đây chính là một loại chất kịch độc được tạo thành từ các loại trùng độc. Một khi thuốc độc phát tác mà không có thuốc giải trước ngày 5 tháng 5 âm lịch, thì trùng độc sẽ chui lên ăn não nạn nhân, khiến cho người ta trở nên điên loạn, sống không bằng chết, trong đau đớn quằn quại, mất hết tính người, từ đó cắn xé cả đồng loại xung quanh. Đồng thời, có một sự thật khá rùng rợn về Chu Ân Lai, mà nghe qua thì khá tương đồng. Tờ Nhân dân Nhật Báo từng đăng bài viết Oan hồn trong canh Chu Công của tác giả Trầm Tĩnh. Ngoài ra còn có bài viết Ma Vương Sát Nhân Beria của Trung Quốc, Chu Ân Lai của tác giả Thanh Niên Bắc Hải cũng được lan truyền rộng rãi trên Internet. Cả hai bài báo đều tiết lộ nguồn gốc của việc Chu Ân Lai thích ăn ốc người sống, còn dùng ốc người bào chế ra món ăn tên là canh Ngọc Tiên. Theo bài báo, Chu tin rằng ăn ốc người tươi là một loại thuốc bổ tuyệt vời. Đặc biệt, ốc từ các chàng trai và cô gái trẻ mới là cực phẩm kéo dài tuổi thọ. Bộ não của những người này sau khi được lấy ra sẽ được đem đi chế biến thành món canh Ngọc Tiên. Chu Ân Lai dâng lên cho Mao Trạch Đông dùng món canh này. Kể từ đó, canh Ngọc Tiên được đổi tên thành canh Chu Công để ghi nhận công lao của Chu Ân Lai. Khi Pol Pot từ Campuchia đến Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã dùng món canh này để chiêu đãi ông ta nhiều lần. Trong khu tưởng niệm thảm sát của Khmer Đỏ ở Campuchia, có mô tả một loại hình phạt đặc biệt. Đó là cố định một người ngồi trên ghế, sau đó khoan một lỗ trực tiếp từ phía sau đầu và rút não của người này ra. Đây không phải là hình phạt, mà là moi não của người còn sống để làm món canh Ngọc Tiên cho các lãnh đạo Đảng Cộng sản Khmer ăn. Canh Ngọc Tiên được làm ra rất dã man và tanh mùi máu, nên Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn cật lực che giấu. Tuy nhiên, những hình ảnh về công cụ thu hoạch não sống của Pol Pot Khmer Đỏ thì độc giả có thể tìm thấy rất nhiều trên Internet. Điều này cho thấy tính xác thực của nội dung trên. Vậy nên, không hẹn mà gặp, Kim Dung cũng không thể ngờ được rằng nhân vật tiểu thuyết mà mình dựng nên lại có một bản sao hoàn hảo đến như vậy ngoài đời thực. Có lẽ đây cũng chính là ý trời.